Vâng, mình chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã trở lại kênh Bonsai Miền Nam. Thì trong buổi tối ngày hôm nay mình có đóng một cây mai tứ quý, chuẩn bị đi sáng ngày mai mình giao cho khách nè cả nhà. Đó. Cây thì nó cỡ từ 20 cm nha. Mình sẽ đóng trong thùng xốp như thế này nha. Thùng này mình đóng khoảng hơn trăm cây. Đó. Vì cây nó còn ngắn quá cho nên mình phải đóng vào thùng xốp như thế này. Còn những cây cao thì mình sẽ quấn keo ha. Thì cái cỡ mai này, cái cây mà cỡ từ 20 cm trở lên như thế này á, mình bán giá là 6.500 đồng một cây nha cả nhà mình. Giá là 6.500 đồng một cây, giá tại vườn, chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Vận chuyển đi thì phí nó ra một cây nó hơn 1.000 đồng nữa, thì tính ra một cây mà tới chỗ khách hàng mình nó tầm khoảng 7.000 mấy 8.000 đồng một cây nha. Như cái thùng xốp này thì phí nó khoảng 100 mấy chục nghìn, cả nhà mình chịu phí giúp mình, còn mình sẽ chịu cái phí thùng xốp này cho cả nhà mình ha. Mình nhắc lại giá cây là 6.500 đồng một cây nha cả nhà, chưa bao gồm phí vận chuyển nha, tức là phí vận chuyển bên mua mình chịu giúp mình ha. Cây này khỏe nè, rễ còn ra ổn định đây nè. Vậy là mọi người có thể là xen chậu hoặc là trồng ra đất. Cây mai tứ quý này thì sức sống nó khá là mạnh nè, ít sâu bệnh. Cả nhà mình cần cây tứ quý này thì gọi cho mình qua số điện thoại 0917072138 nha. Chẳng như mình quay cả nhà mình xem một ít cây cần thăng luôn. Cần thăng thì hiện tại cây này nó khá là già cây, nên lá nó vàng như thế này nè. Cả nhà mình thấy mình lấy được thì mình chuyển cho cả nhà mình ha. Cái loại cây này giá là 6.000 đồng cây nha, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Cây uống rễ. Chiều mai mình quấn keo vô là mình dán lại mình giao cho khách ha. Một thùng xốp như thế này mình đóng được khoảng 178. Khi cố gắng thì có thể là đóng được 200 cây. Mình không cần bưu điện, nó cũng giới hạn cái trọng lượng cho mình. Thường là mình đóng khoảng 150-170 một thùng như thế này. Rồi mình nhắc lại số điện thoại của mình là 0917072138 nha. Rồi mình ở Mỏ Cây Bắc Bến Tre cả nhà mình. Đây. Rồi, mình xin chào cả nhà nha.